cách xê không tưởng của Lưu Diệc Phi và dàn cast Câu Chuyện Hoa Hồng. Câu Chuyện Hoa Hồng, bộ phim đang làm mưa làm gió trên khắp các màn ảnh nhỏ lẫn diễn đàn mạng xã hội. Bên cạnh sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám, thì mức cách xê của họ cũng khiến đông đảo khán giả tò mò. Bạn có thắc mắc gương mặt nào sẽ bội thu với siêu phẩm truyền hình lần này không? Nếu câu trả lời là có, thì mời bạn cùng theo chân Abyss khám phá trong clip sau đây. Theo một số trang báo Trung Quốc, Lưu Diệc Phi, nữ chính của phim, nghiễm nhiên nhận được cách xê cao nhất phim với con số 25 triệu nhân dân tệ, khoảng 87 tỷ đồng. Mức thù lao này được cho là khá khiêm tốn, bởi so với dự án trước đây của cô là Đi Đến Nơi Có Gió, thì thù lao mà cô nhận được lên đến 75 triệu nhân dân tệ, khoảng 267 tỷ đồng, gấp 3 lần con số mà cô nhận được ở Câu Chuyện Hoa Hồng. So sánh với danh tiếng và vị thế thần tiên tỷ tỷ của Lưu Diệc Phi, 25 triệu nhân dân tệ được xem là con số thấp khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Hoắc Kiến Hoa, nam thần một thời của màn ảnh Hoa ngữ, xếp vị trí thứ hai với mức thù lao 20 triệu nhân dân tệ, hơn 70 tỷ đồng, dù thời lượng lên sóng của anh không quá nhiều. Mức cách xê này cho thấy giá trị của sao nam trong làng giải trí và sự đánh giá cao của nhà sản xuất đối với diễn xuất của anh. Đồng Đại Vĩ, nam diễn viên gạo cội thủ vai anh trai của nữ chính Hoàng Diệc Mai, cũng bỏ túi thù lao khủng không kém với con số 18 triệu nhân dân tệ, hơn 63 tỷ đồng. Mức cách xê này xứng đáng với vị trí quan trọng của Đồng Đại Vĩ trong tuyến nhân vật và những đóng góp của anh cho sự thành công của bộ phim. Bành Quán Anh, nam diễn viên thủ vai mối tình đầu của Hoàng Diệc Mai, cũng thu về 15 triệu nhân dân tệ, hơn 52 tỷ đồng. Con số này không chỉ phản ánh sức hút của Bành Quán Anh mà còn là lời ghi nhận cho những cảnh quay tình cảm nóng bỏng và đầy cảm xúc giữa anh và thần tiên tỷ tỷ. Đi sau anh là Lâm Canh Tân, người chồng của Hoàng Diệc Mai, sau khi cô và Trang Quốc Đống chia tay cũng nhận được mức cách xê khủng 12 triệu nhân dân tệ, hơn 42 tỷ đồng. So với dàn nam nhân đình đám còn lại thì Lâm Nhất, nam diễn viên thủ vai chàng phi công trẻ, sở hữu mức thù lao khiêm tốn hơn với 9 triệu nhân dân tệ, khoảng 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn là một thành tích đáng tự hào cho sao nam, đặc biệt là khi anh mới chỉ là diễn viên trẻ đầy tiềm năng. Bên cạnh dàn diễn viên đình đám và mức cách xê khủng, bộ phim còn liên tiếp đón nhận hàng loạt tin vui về rating và lượt xem. Theo số liệu mà Ibis cập nhật vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, Câu Chuyện Hoa Hồng chính thức được Khóc Vân xác nhận cán mốc 100 triệu lượt xem một ngày trên toàn mạng. Trong đó, lượt xem đài là 29,87 triệu và lượt xem mạng là 77,18 triệu. Chưa dừng lại ở đó, bộ phim còn tạo nên cơn sốt trên nền tảng Douyin với hashtag liên quan đến bộ phim đã phá 20 tỷ lượt xem. Nổi bật hơn cả, Câu Chuyện Hoa Hồng ghi nhận nhiệt độ Tencent đạt 31.459 điểm, đưa bộ phim lên vị trí top 3 phim có nhiệt độ cao nhất năm 2024. Đây là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của bộ phim đối với khán giả màn ảnh nhỏ. Câu Chuyện Hoa Hồng đang làm mưa làm gió khắp màn ảnh nhỏ xứ Trung với nội dung hấp dẫn và dàn diễn viên đình đám. Bộ phim dài 38 tập xoay quanh cuộc đời của Hoàng Diệc Mai, Lưu Diệc Phi đóng, một cô gái trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu với 4 người đàn ông khác nhau. Mỗi người đàn ông xuất hiện trong đời Diệc Mai đều để lại dấu ấn riêng, góp phần giúp cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Ngay từ những tập đầu tiên, phim đã thu hút khán giả bởi những cảnh quay lãng mạn giữa Hoàng Diệc Mai và tình đầu Trang Quốc Đống, Bành Quán Anh đóng. Cặp đôi đã nhiều lần khiến khán giả đứng ngồi không yên với những khoảnh khắc tình tứ được cho là bùng nổ chemistry. Minh chứng là chỉ trong 2 tập phim, nụ hôn màn ảnh của cặp đôi đã xuất hiện đến 15 lần, khiến chủ đề liên quan đến nữ diễn viên Mộng Hoa Lục chễm chệ trên top 1 hot search Weibo bản giải trí. Sau khi trải qua mối tình đầu dang dở, Hoàng Diệc Mai quyết định quay lại trường học để học thêm và trau dồi bản thân. Trong thời gian này, cô gặp gỡ, yêu đương và đi đến hôn nhân với Phương Hiệp Văn, Lâm Canh Tân đóng. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Sau nhiều nỗ lực vun vén cho tổ ấm nhưng bất thành, cuối cùng Diệc Mai quyết định ly hôn để giải thoát cho bản thân và tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Hậu hôn nhân tan vỡ, cô bắt đầu lập nghiệp và cũng gặp được tâm giao của đời mình là Phó Gia Minh, Hoắc Kiến Hoa thủ vai. Tình yêu của họ nảy nở và thăng hoa, mang đến cho Diệc Mai niềm hạnh phúc và hy vọng mới. Tuy nhiên, số phận lại trớ trêu khi anh được chuẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo và chỉ còn sống được vài tháng. Cuối cùng, số phận nghiệt ngã đã cướp đi Gia Minh, để lại cho Diệc Mai nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Sau những đổ vỡ trong tình yêu, Diệc Mai vẫn mạnh mẽ đứng lên, tiếp tục hành trình của riêng mình. Và rồi, tia sáng hy vọng le lói xuất hiện khi cô gặp gỡ Hà Tây, Lâm Nhất thủ vai, một chàng trai trẻ đầy năng lượng tích cực. Sự xuất hiện của Hà Tây như một làn gió mới, mang đến màu sắc hoàn toàn khác cho cuộc sống của bà mẹ đơn thân Hoàng Diệc Mai. Tiết lộ với khán giả của Ibis một chút thì Hà Tây vốn là nhân vật không có trong nguyên tác, được sáng tạo thêm bởi biên kịch. Liệu Hà Tây có thể mang đến hạnh phúc đích thực cho Diệc Mai hay đây chỉ là một chặng dừng ngắn ngủi trong cuộc đời cô? Câu hỏi này vẫn còn bỡ ngỡ và khán giả sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của Diệc Mai trong Câu Chuyện Hoa Hồng để tìm ra câu trả lời. Còn bạn yêu thích hay ấn tượng với nhân vật nào nhất trong bộ phim này? Hãy để lại bình luận để Ibis được biết với nha!